thú gì độc ác, ta sẽ phá hủy thế giới này. Hiya, bắn sao tấn công. Ta sẽ hủy diệt thế giới này. Các bạn thân mến, hãy đi tìm những sinh vật thần thoại với chiến binh bí ẩn này. Nếu bạn thu nhập được 6 viên ngọc sức mạnh, bạn có thể đánh bại một phù thủy và lập lại hòa bình trên trái đất. Hãy chọn một nhân vật để trở thành. Tôi là chiến binh lanh lợi Miu Miu. Hãy đi tìm viên ngọc sức mạnh cùng tôi. Hãy chọn một bộ quần áo thật đẹp. Hãy chọn theo ý thích. Bạn chưa có đủ sao? Hãy vượt qua nhiều cửa hơn nữa để kiếm thêm sao. Vòng hoa yêu tinh. Quý thần ơi, tôi phải đi đánh bại một phù thủy độc ác. Ngài có thể cho tôi mượn viên ngọc sức mạnh được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng một phù thủy đã phù phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những bông hoa cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tốt rồi, giờ tôi sẽ đi tìm những bông hoa cầu vồng. Con đường này đã bị một phù thủy phá hủy. Hãy giúp chiến binh Miu Miu sửa lại con đường. Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. Nó ở quá cao, làm sao chúng ta có thể trèo lên đó? À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Bạn có thể giúp tôi sửa đường được không? Đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Bạn có thể giúp tôi sửa đường được không? Phía trước không? Làm
làm sao tôi có... À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Đường được không? Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Tôi phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. Để đánh bại mộ phù thủy. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua?
Tôi phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. Phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Nó ở quá cao, làm sao chúng ta có thể trèo lên đó? Giúp tôi sửa đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa đường được không? Có thể giúp tôi sửa đường được không? Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại mộ phù thủy. Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Tôi suýt ngã xuống.
có phải bông hoa cầu vồng đang ở phía trước không? Làm sao tôi có thể vượt qua? Tìm thấy 8 bông hoa cầu vồng. Bạn đã mang cho tôi những bông hoa cầu vồng. Viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, tôi đã lấy được viên ngọc rừng. Bạn đã giành được viên ngọc sức mạnh đầu tiên. Hãy tiếp tục chuyến phiêu lưu. Chiến thắng đang ở trong tầm tay. Bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới.